là một trong những lực lượng được Bộ Quốc phòng ưu tiên tiến thẳng lên hiện đại, quân chủng phòng không không quân hiện nay đã có cho mình những vốn liếng đáng kể, có thể nói là thuộc hàng đầu khu vực, đủ sức bảo vệ vững chắc chủ quyền đất nước, không để Tổ quốc bất ngờ từ trên không. Bất ngờ một điều, khi xem lại phóng sự xây dựng lực lượng phòng không không quân tinh gọn tập 3, có nhắc đến việc Việt Nam làm chủ hệ thống, các tổ hợp phòng không hiện đại như S300PU1 và cả S400 của kênh quốc phòng Việt Nam cách đây hơn 3 năm. Ôi trời ơi, hơn 3 năm trước cái tên S400 đã được nhắc tới. Các bạn ơi, các bạn không nghe lầm đâu ạ, à? S400 được nhắc đến trên kênh Quốc phòng Việt Nam đấy. Độ uy tín thì không có gì để bàn cái, bản thân chúng tôi giật mình sợ nghe nhầm thôi. Tại vì kênh truyền hình Quốc phòng Việt Nam là cơ quan ngôn luận của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, tiếng nói của lực lượng vũ trang và nhân dân Việt Nam thì không thể có từ nhầm lẫn, chúng tôi và các bạn cùng nghe đoạn này lại nhé. Quân chủng đã chủ động quy hoạch, tiếp nhận, khai thác và làm chủ nhiều loại vũ khí trang bị khí tài mới, cải tiến hiện đại như tên lửa S300PMU2, S400. Chúng tôi xin nhắc lại, đặc biệt là trong một phóng sự phát sóng trên kênh truyền hình Quốc phòng Việt Nam đã lần đầu tiên công bố về những tổ hợp phòng không mạnh nhất của lực lượng phòng không Việt Nam. Phóng sự có đoạn như sau: Cùng với sự đầu tư của trên, quân chủng đã chủ động quy hoạch, tiếp nhận và khai thác, làm chủ nhiều loại vũ khí trang bị khí tài mới, cải tiến Hiện đại như tổ hợp tên lửa S-300PMU-2, S-400, đoạn trích đáng chú ý của phóng sự nêu trên. Đây là một thông tin bất ngờ khi từ trước đến nay chúng ta chỉ mới được biết rằng Việt Nam đang vận hành hai tiểu đoàn sử dụng tổ hợp tên lửa phòng không tầm xa S-300PMU một bảo vệ thủ đô Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Chưa hề có bất cứ một thông tin gì trước đó về việc Việt Nam đàm phán mua hay sở hữu, làm chủ S-400 từ truyền thông cả trong và ngoài nước theo một cách chính thống cả, chúng tôi lưu ý là thông tin một cách chính thống ạ. Như chúng ta đã biết, hiện nay S400 là tổ hợp phòng không tầm xa tiên tiến nhất do Nga nghiên cứu phát triển, có khả năng đánh chặn cả tên lửa đạn đạo chiến dịch chiến lược, tên lửa hành trình của đối phương. Trung Quốc và thổ Nhĩ Kỳ đã chính thức đưa S400 vào biên chế trong khi đó Ấn Độ đã đặt mua và Nga đang gấp rút hoàn thành hợp đồng. Ngoài ra, rất nhiều quốc gia khác cũng đang bày tỏ quan tâm đến tổ hợp này. Từ đầu những năm 2000 khi đặt mua tổ hợp tên lửa phòng không S300PMU1 quân đội ta đã lựa chọn cấu hình sử dụng radar 96L6E4 là radar của tổ hợp s 400 sau này, đây có thể là một bước đi có tính toán lưỡng dụng. Đài radar nhìn vào mọi độ cao 96L6E là sản phẩm của phòng thiết kế cây Nó có ưu điểm cực kỳ đặc biệt là khả năng bắt thấp và bắt cao trong cùng một thiết kế. Ngoài ra còn có thể bắt mục tiêu ở độ cao thấp đến rất thấp, tính năng cực kỳ quan trọng trong việc phát hiện tên lửa đạn đạo chiến thuật chiến dịch, tên lửa hành trình và cả mục tiêu bay tàng hình. Khả năng phát hiện đồng thời 100 mục tiêu và tầm trinh sát tối đa lên tới 300 km. Đây chính là radar tìm kiếm mục tiêu tiêu chuẩn của tổ hợp S400. Nếu Việt Nam đặt mua tổ hợp S400 trong bối cảnh hiện nay cũng có thể xem là hợp lý. Khi mà Nga đang gấp rút chế tạo các tổ hợp S400 để chuyển giao cho quân đội Ấn Độ, Việt Nam sẽ có thể tận dụng ngay dây chuyền đang hoạt động, đồng thời rút ngắn thời gian chế tạo và giảm giá thành đi đáng kể. Tổ hợp S400 trai ngoài việc có thể sử dụng các tên lửa của tổ hợp S300PMU trước đó thì còn được bổ sung thêm bốn loại tên lửa mới hiện đại hơn. Đầu tiên là loại 48N6DM48N6I3, đây là một biến thể cải tiến của tên lửa 48N6M sử dụng bởi các tổ hợp S300PMU với hệ thống động cơ đẩy mạnh mẽ hơn, có thể tiêu diệt các mục tiêu trên không trong phạm vi 250 km. Đạn tên lửa 40N6 mới có tầm bắn tối đa lên tới 400 km, sử dụng radar chủ động để đánh chặn các mục tiêu trên không ở khoảng cách xa. Nó có thể dùng để chống lại các mục tiêu bay gây nhiễu mạnh, cũng như các mục tiêu có giá trị cao khác. Ngoài ra còn hai loại tên lửa 9M96I và 9M96I hai đối không tầm trung, dùng để tấn công chính xác các loại mục tiêu di chuyển vận tốc nhanh với xác suất đánh chặn cao, tầm bắn tối đa 120 km. Dựa vào những tiết lộ trong phóng sự của Quốc phòng Việt Nam, nếu quả thật Việt Nam đưa vào trang bị các tổ hợp tên lửa phòng không tầm xa S400 thì đây sẽ là một điều vô cùng đáng mừng. Điều này giúp nâng cao sức mạnh phòng thủ trên không của quân chủng phòng không không quân lên rõ rệt, tăng cường khả năng đánh chặn đối với các loại tiêm kích tàng hình, oanh tạc cơ, tên lửa đạn đạo của đối phương, đồng thời kết hợp với các tổ hợp S300PMU, S1252TM, S75M3, Spider, tạo thành thế trận phòng thủ liên hoàn, vững chắc. Hơn thế nữa, nếu như triển khai S400 trai ở khu vực miền Duyên Hải Nam Trung Bộ Việt Nam có thể bao quát một khu vực không phận trên biển rất lớn, tạo ô phòng không che đầu hiệu quả cho hạm đội hải quân của ta tác chiến vốn hạn chế năng lực phòng không tầm trung và xa. Như vậy, dù chỉ mới được đưa tin trên truyền hình và chưa có thông tin cụ thể hay hình ảnh chính thức, tuy nhiên chúng ta có thể hoàn toàn hy vọng rằng S400 Triumph sẽ sớm chính thức có mặt trong biên chế quân đội nhân dân Việt Nam. Với những ưu điểm vượt trội mà hệ thống phòng không này mang lại, giúp nâng cao hơn nữa khả năng phòng thủ tổ quốc từ bầu trời, phát huy truyền thống quý báu của bộ đội tên lửa trong lịch sử. Chúng ta đi về những năm trước một chút, đó là khoảng năm 2016, theo thống kê của SIPG, Viện nghiên cứu hòa bình Stockholm Thụy Điển năm đó, Việt Nam đã đặt mua 3 tổ hợp tên lửa phòng không Spider Senior đi kèm là 125 quả tên lửa Derby và 125 quả tên lửa Python. Ngoài ra, còn xuất hiện tin đồn, S-400 trai hiểm sẽ là đơn hàng sắp tới với phía Nga. Nếu xét về mục đích sử dụng thì Spider Senior chủ yếu được dùng để làm lá chắn phòng thủ. Nó được thiết kế để phục vụ cho việc tổ chức tác chiến phòng không trong mọi điều kiện thời tiết, có khả năng cơ động tự hành cao, chuyển sang trạng thái chiến đấu nhanh và tiêu diệt được nhiều mục tiêu cùng lúc. Như vậy, nếu được làm chủ công chung với tổ hợp S300 mà Việt Nam đang sở hữu thì hẳn nhiên sức mạnh sẽ được nhân lên rất nhiều. Đó là chưa kể hệ thống này có thể được phóng từ xa bằng hệ thống tự động điều khiển trong môi trường chế áp điện tử mạnh. Hệ thống Spider Senior ứng dụng công nghệ truyền dữ liệu vô tuyến tự động qua băng sóng VHF, UHF, được mã hóa và kháng nhiễu giữa các xe trong tổ hợp và trong toàn bộ hệ thống được bố trí với khoảng cách lên đến 100 km nên đảm bảo được tính bí mật và an toàn trong tác chiến phòng không hiện đại. Tờ Lenta dẫn nguồn từ tạp chí Canoa cho biết, Nga và Việt Nam đang gấp rút đàm phán thương vụ hệ thống tên lửa phòng không S-400 Chayun. -Um. Nếu không có vấn đề gì thì vào cuối năm 2016, Việt Nam sẽ chính thức ký hợp đồng mua ít nhất là 4 tiểu đoàn S-400 Chayun. -Um. Đây có thể được xem là động thái hiện đại hóa khả năng phòng thủ lên mức cao nhất của quân đội Việt Nam, nhất là khi Trung Quốc sắp tới cũng sẽ sở hữu hệ thống này. Tuy nhiên, theo tờ Commerce ngày 3 tháng 6 năm 2016, dẫn lời Tổng Giám đốc Tổng Công ty Nhà nước Rostec ông Chimezov cho biết, Quân đội Trung Quốc sẽ không thể nhận được hệ thống phòng không S-400 Triumph của Nga trước năm 2018. Không chỉ riêng Việt Nam, nhiều nước trên thế giới cũng muốn mua S-400 Triumph bởi tính năng ưu việt mà nó sở hữu. Hệ thống có thể tiêu diệt tất cả các vật thể xuất hiện trên không trong tầm kiểm soát đến hơn 400 km, bao gồm các loại máy bay, tên lửa hành trình, phương tiện bay không người lái UAV hay tên lửa đạn đạo ở độ cao 50 km và tốc độ tối đa của mục tiêu lên đến 4.800 m một giây. Cùng với việc đàm phán mua S400, rất có thể trong thời gian tới, Việt Nam sẽ tiến hành nâng cấp những tổ hợp S300 PMU-1. Bởi gói vũ khí của Nga đặt ra thời gian bảo quản và nâng cấp với S300 PMU-1 của Việt Nam là 10 năm. Như vậy, nếu mọi thứ diễn ra, suôn sẻ, Việt Nam sẽ sở hữu khả năng phòng thủ cực mạnh với sự góp mặt của ba hệ thống là Spider Senior, S300 PMU-1, S400 Triumph. Còn trên trang Sputnik, ngày 9 tháng 8 năm 2017 có bài viết với tiêu đề Việt Nam sẽ mua 4 tiểu đoàn S-400 và MiG-35. Chúng tôi xin được trích sơ lược bài viết. Nga tiếp tục củng cố vị thế nhà cung ứng vũ khí quan trọng trên toàn cầu, bao gồm thị trường Ấn Độ và Việt Nam. Theo các nguồn tin, Việt Nam sẽ mua 4 tiểu đoàn tên lửa S-400 tiên tiến của Nga, đồng thời mua máy bay chiến đấu MiG-35 để thay thế cho MiG-21 cũ. Tập đoàn Rostec Nga ngày 4 tháng 8 tuyên bố Nga và Indonesia đã ký kết bản ghi nhớ về mua bán máy bay chiến đấu Su-35. Cùng ngày, tại Moscow, Nga, Bộ trưởng Thương mại Indonesia Ingertiasto Lukita cũng tiết lộ, hai nước sắp chính thức ký kết hợp đồng Nga bán máy bay chiến đấu Su-35 cho Indonesia. Trong khi đó theo các nguồn tin chính thức, Việt Nam đã đặt mua 64 xe tăng chiến đấu T-90SSK của Nga. Tờ Zen Defense Weekly khẳng định, đơn đặt hàng này tổng trị giá 250 triệu đô la Mỹ. Đây là đơn đặt hàng lớn về xe tăng chiến đấu mới đầu tiên của Việt Nam trong nhiều năm qua. Vũ khí Nga sử dụng ở Syria được quan tâm. Những năm gần đây, kinh tế Nga bị ảnh hưởng lớn từ các biện pháp trừng phạt của Mỹ, tăng trưởng khó khăn, ít điểm sáng. Ông Viktor Kladov, Giám đốc Bộ phận Hợp tác Quốc tế và Chính sách khu vực thuộc tập đoàn Rostec Nga cho biết công ty xuất khẩu quốc phòng Nga đang có các đơn đặt hàng với tổng trị giá lên tới khoảng 50 tỷ đô la Mỹ, đủ để cho các doanh nghiệp công nghiệp quân sự hoạt động liên tục trong 3 năm. So với năm 2016, hợp đồng bán vũ khí năm 2017 dự tính sẽ tiếp tục tăng. Việc chuyển nhượng công nghệ quân sự và bán vũ khí cho nước ngoài của Nga hiện nay có các đặc điểm như tăng trưởng nhanh chóng, hướng đi rõ ràng. Căn cứ vào số liệu được Nga công bố chính thức, đơn hàng xuất khẩu vũ khí năm 2014 của Nga có tổng trị giá 10,2 tỷ đô la Mỹ, năm 2015 tăng lên 14,5 tỷ đô la Mỹ, năm 2016 trên 15 tỷ đô la Mỹ. Chuyên gia phân tích cho rằng hiệu ứng làm mẫu của các loại vũ khí Nga tại chiến trường Syria đã tạo sức hấp dẫn cho rất nhiều quốc gia ngoài Âu, Mỹ, rất nhiều nước bao gồm Algeria, Iraq, Indonesia, Iran, Saudi Arabia, Việt Nam, Pakistan và Ai Cập đã ký kết hợp đồng mua vũ khí mới với Nga. Theo thống kê của báo chí Nga, tổng trị giá các đơn đặt hàng mua những vũ khí Nga từng sử dụng ở Syria lên tới trên 7 tỷ đô la Mỹ. Ngoài ra, chuyên gia Nga cho rằng Nga luôn tuân thủ đường lối chính trị độc lập, tự chủ trên trường quốc tế. Đây là một trong những nguyên nhân mà rất nhiều nước mua vũ khí của Nga. Hiện nay, Nga vẫn coi các nước khu vực châu Á, Thái Bình Dương, châu Phi và Mỹ Latin là đối tượng chủ yếu, trong đó thị trường châu Á, Thái Bình Dương chiếm 60% kim ngạch bán vũ khí của Nga, châu Phi chiếm 30%, châu Mỹ Latin chiếm 5%. Nga củng cố quan hệ với Ấn Độ, Việt Nam. Cùng với việc tìm kiếm các đơn đặt hàng mới, Nga cũng có ý định bảo vệ quan hệ hợp tác với các đối tác hợp tác quân sự truyền thống như Việt Nam, Ấn Độ. Nga là nhà cung ứng vũ khí lớn nhất của Ấn Độ. Bắt đầu từ năm 1960, vũ khí trang bị quân sự Liên Xô và Nga cung cấp cho Ấn Độ tổng trị giá lên tới 50 tỷ đô la Mỹ. Ông Andrei Bozinski, Tổng giám đốc công ty trực thăng Nga Rasen Helicopter Holding gần đây tiết lộ, trước cuối năm 2017, Nga sẽ cùng Ấn Độ ký kết hợp đồng cung ứng 48 máy bay trực thăng vận tải quân dụng Mi-17 B5, năm 2018 bắt đầu thực hiện. Theo báo chí Ấn Độ, hợp đồng này trị giá khoảng 1,1 tỷ đô la Mỹ. Ngoài ra, hai nước đã ký kết thỏa thuận Nga cung cấp hệ thống phòng không S-400 cho Ấn Độ. Hai bên còn bàn bạc cùng nghiên cứu phát triển máy bay chiến đấu thế hệ thứ năm. Cũng liên quan đến hệ thống tên lửa phòng không S400, báo Nga dẫn các nguồn tin cho biết, Việt Nam sẽ mua 4 tiểu đoàn tên lửa S400 tiên tiến của Nga, đồng thời mua máy bay chiến đấu MiG-35 để thay thế cho MiG-21 cũ. Trước đó, Việt Nam đã mua hệ thống tên lửa phòng không S300 của Nga, nhưng hơn 10 năm qua, Việt Nam vẫn chưa phóng bất cứ một quả tên lửa loại này lần nào. Điều này có thể là do chi phí mua sắm loại tên lửa này rất đắt đỏ. Tuy nhiên, gần đây, Việt Nam đã phóng hai loại tên lửa phòng thủ bờ biển P-35B, P-15M là điều hiếm thấy. Ngoài ra, tên lửa hành trình siêu âm tiên tiến Ramos do Nga và Ấn Độ hợp tác nghiên cứu phát triển cũng được Việt Nam rất quan tâm. Ấn Độ có kế hoạch bán loại tên lửa này cho Việt Nam. Như đã nói ở trên, Việt Nam đã đặt mua 64 xe tăng T-90SSK của Nga. Các chuyên gia Mỹ coi đây là một quyết định hiện đại hóa quy mô lớn nhất của lục quân Việt Nam kể từ khi kết thúc chiến tranh Việt Nam đến nay. Quyết định này sẽ có lợi cho nâng cao năng lực và sẵn sàng chiến đấu cho lục quân Việt Nam. Việt Nam muốn xây dựng một lực lượng thiết giáp hiện đại, mạnh mẽ, có thể triển khai thực hiện các nhiệm vụ tấn công và phòng thủ chiến thuật tổng hợp với mọi hình thức. Nhưng trước hết là lực lượng này có thể sống sót trước khả năng bị tấn công, đánh đòn phủ đầu của kẻ thù, đồng thời có thể đối phó với lực lượng thiết giáp mạnh của địch. Việt Nam mua xe tăng T-90S SK là để khắc phục các điểm yếu trong những năm qua. So với các loại xe tăng cũ, xe tăng T-90 có hỏa lực tốt hơn, bao gồm khả năng ngắm chuẩn trong đêm. Hệ thống điều khiển hỏa lực được nâng cấp, thiết bị đo khoảng cách bằng laser thiết bị chỉ thị giúp cho binh sĩ có thể phát hiện mục tiêu ngoài tầm bắn và khả năng sống sót cao hơn. Ngoài ra, độ tin cậy của xe tăng chiến đấu T90 đã được xác nhận tại chiến trường Syria. Mặc dù 64 xe tăng có thể nâng cấp một trung đoàn xe tăng, nhưng lực lượng thiết giáp Việt Nam vẫn còn một số lữ đoàn xe tăng phân bố trên khắp cả nước cần nâng cấp. Cần nhắc lại, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu ngày 23 tháng 1 năm 2018 đã tiết lộ thông tin một số nước Đông Nam Á và Trung Đông đang đàm phán mua hệ thống phòng không S-400 của Nga. Một số quốc gia Trung Đông và Đông Nam Á đang tỏ ra quan tâm tới việc mua hệ thống S-400. Các cuộc đàm phán đang được tổ chức, ông Shoigu xác nhận. Bộ trưởng Quốc phòng Shoigu lúc đó, hiện ở Việt Nam, điểm dừng chân trong chuyến công du các nước Đông Nam Á, theo hãng thông tấn TASS của Nga. Người đứng đầu Bộ Quốc phòng Nga cho biết Nga sẵn sàng chia sẻ với các đối tác kinh nghiệm sử dụng thiết bị quân sự của mình tại Syria. Hãng thông tấn TASS cũng dẫn nguồn tin trong cơ quan hợp tác kỹ thuật quân sự của Nga ngày 18 tháng 1 cho biết Nga đã bắt đầu chuyển giao hệ thống tên lửa phòng không S-400 trai ửm cho Trung Quốc theo hợp đồng ký năm 2014. Việt Nam mua S-400, tại sao không? Đại tá về hưu Victor Baranet chuyên gia phân tích quân sự hàng đầu của Nga nhận xét, phương Tây không phải một lần phải nghiến răng thừa nhận rằng S-400 có tính năng độc đáo, hệ thống có thể đồng thời theo dõi hơn 60 mục tiêu, ngay cả khi có nhiều tên lửa, thiết bị bay không người lái, máy bay địch đồng thời tấn công Nga, đôi mắt của 400 sẽ nhìn thấy tất cả, và thiết bị tự động sẽ xác định tên lửa thích hợp nhất cho các mục tiêu này. Nếu xác định đặc trưng cho S-400 về toàn thể, hệ thống này kết hợp tất cả các tính năng xuất sắc nhất của ngành công nghiệp quốc phòng của Nga hiện nay, từ động cơ, hệ thống dẫn đường, cho đến radar độc đáo. Ai đó có thể cho đây là lời tâm bốc lên mây đối với tổ hợp tên lửa S-400 của một chuyên gia quân sự người Nga yêu vũ khí Nga, tất nhiên, nhưng trên thực tế, hầu hết các chuyên gia phòng không quốc tế, trong đó có các lô cóp đều thừa nhận s 400 là sát thủ của mọi loại mục tiêu bay, đặc biệt là máy bay tàng hình thế hệ năm như F-22 và F-35 của Mỹ. Mặc dù ông Soigu không nêu đích danh quốc gia Đông Nam Á nào đang đàm phán mua S-400 nhưng việc Việt Nam quan tâm và thậm chí là sớm đặt mua tên lửa S-400 từ Nga thì cũng không phải là bất ngờ quá lớn trước khi Bộ trưởng Shoigu tuyên bố đang đàm phán cung cấp hệ thống tên lửa phòng không S-400 cho một số quốc gia ở Trung Đông và Đông Nam Á thì bên lề triển lãm hàng không vũ trụ MAKS-2017 ở Moscow, khi được hỏi nếu Việt Nam đề nghị mua tên lửa S-400, Nga có sẵn sàng đáp ứng, ông Viktor Kladov, giám đốc quan hệ quốc tế của tập đoàn Rostec Nga, nói. Phải khẳng định với các bạn một lần nữa, Rostec luôn sẵn sàng dành những vũ khí tốt nhất cho Việt Nam. Tên lửa S-400 ư, các bạn cần là có. Như vậy có thể thấy phía Nga luôn có thiện chí và sẵn sàng cung cấp nhiều loại vũ khí mới, kể cả những sản phẩm tối tân nhất cho bạn hàng truyền thống Việt Nam. Tất cả hiện giờ chỉ còn phụ thuộc vào cái gật đầu từ phía Việt Nam. Có tên lửa S-400, lực lượng phòng không Việt Nam sẽ có thêm những thanh bảo kiếm, đáng gờm, đủ sức phát hiện sớm, tiêu diệt từ xa mọi loại mục tiêu bay, nhất là máy bay chiến đấu tàng hình thế hệ năm. Bộ đội phòng không Việt Nam vốn đã quen sử dụng tên lửa S-300PMU một nếu chuyển loại lên sử dụng tên lửa S-400 cũng xuất xứ từ Nga chắc chắn không phải là vấn đề gì quá lớn hay quá khó khăn. Với năm loại tên lửa có tầm bắn khác nhau gồm tầm trung, tầm xa và tầm siêu xa, các kiếp chiến đấu tên lửa S-400 có nhiều lựa chọn phù hợp để phóng đạn, tiêu diệt các mục tiêu bay, gồm cả tên lửa hành trình và tên lửa đạn đảo. Nếu mua tên lửa phòng không S-400 thì đây sẽ là một bước ngoặt rất lớn, bởi đây là lần đầu tiên Việt Nam sở hữu một loại tên lửa tầm xa hiện đại bậc nhất thế giới, giúp nâng cao sức mạnh gian đe và khả năng phòng thủ trước các đòn tiến công ồ ạt của những đối thủ tiềm tàng. Hy vọng một ngày không xa, chúng tôi cùng các bạn sẽ thấy S-400 lừng lững trong đội hình của quân đội Việt Nam anh hùng. Xin cảm ơn và xin chào hẹn gặp lại những video sau.